Lâm Khánh Chi lộ ảnh đi căng da mặt ở Trung Quốc, vết thương chi chít ở đầu khiến cộng đồng mạng rùng mình. Mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa bị rò rỉ những hình ảnh đi căng da mặt ở Trung Quốc. Phần đầu lộ rõ những vết thương, nhan sắc biến dạng khiến cộng đồng mạng phải rùng mình hoảng sợ. Lâm Khánh Chi là nữ ca sĩ được biết đến với danh xưng công chúa trong showbiz Việt. Cô cũng là cái tên luôn tạo được sức hút trước công chúng. Mỗi lần xuất hiện hay có những động thái mới trên mạng xã hội, là giọng ca hiếm hoi quyết định chuyển giới, sống thật với bản thân dù đã nổi tiếng từ trước. Nhưng có thể thấy, nhờ những sự lựa chọn táo bạo này mà Lâm Khánh Chi đến nay đã có cuộc sống khá hạnh phúc, được sống và thực hiện những điều mà bản thân mong muốn. Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước sang độ tuổi 45, nhưng công chúa Lâm Khánh Chi vẫn đang giữ cho bản thân một nhan sắc trẻ trung, vẻ đẹp mặn mà, khó cưỡng và đặc biệt là vô cùng nữ tính. Để có được hình hài hoàn thiện như bây giờ, giọng ca sinh năm 1977 trước đó đã phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu, thay đổi nhiều chi tiết, đặc biệt là khuôn mặt. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi còn mạnh dạn phẫu thuật cả thanh quản, thay đổi giọng nói cho nữ tính hơn, mặc dù nguy cơ mất giọng hát là vô cùng cao. Hiện tại, Lâm Khánh Chi sau khi phẫu thuật thanh quản cũng đã không còn xuất hiện nhiều trong các show âm nhạc. Người đẹp chỉ tập trung vào công việc kinh doanh online, đồng thời là xuất hiện tại một vài sự kiện của đồng nghiệp thân thiết. Tuy không còn hoạt động sôi nổi như trước, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn rất được công chúng quan tâm. Mỗi lần xuất hiện đều khiến netizen xăm soi bàn tán. Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi lại khiến cộng đồng mạng hết sức hoang mang, sốc nặng khi những hình ảnh được cho là cô đang đi sử dụng công nghệ căng da mặt bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội. Theo đó, mỹ nhân chuyển giới đã đi sang tận Bắc Kinh, Trung Quốc để chi tiền chăm chút cho bản thân, làm đẹp da mặt nhằm níu kéo tuổi trẻ. Nhan sắc mặt mộc không Photoshop của Lâm Khánh Chi lúc trong quá trình thực hiện căng da mặt đã bị nhiều người cho rằng nhìn vào phải rùng mình. Theo đó, hình ảnh được đăng tải là khoảnh khắc công chúa vừa trải qua quá trình thẩm mỹ được 2 ngày. Trước đó, cô phải nằm trên giường bệnh đến 7 tiếng để thực hiện công nghệ căng da mặt này. Gương mặt của cô sau 2 ngày bị nhận xét là quá tiều tụy, những vết thương xung quanh đầu thì chi chít, nhiều người phải hoảng sợ. Bên cạnh đó, netizen cũng bày tỏ sự thấu cảm, xót xa trước nhu cầu được làm đẹp, được trẻ mãi của Lâm Khánh Chi. Hơn nữa, cô lại là một người chuyển giới. Việc những đường nét trên khuôn mặt phải liên tục chỉnh sửa để hài hòa và nữ tính hơn là điều mà người chuyển giới nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, đây là điều bình thường của mọi ca thực hiện thẩm mỹ, không riêng gì Lâm Khánh Chi. Trong đoạn clip được chia sẻ, bác sĩ thực hiện cho cô cũng nói với giọng ca chuyển giới, vết thương rất là đẹp, không sưng luôn, dấu sẹo này xong luôn, giờ gương mặt trẻ hơn 20 tuổi, very good. Việc Lâm Khánh Chi đụng chạm dao kéo thẩm mỹ trên khuôn mặt là điều không còn quá xa lạ. Mọi lần chỉnh sửa của mình, công chúa luôn tự tin khoe với khán giả không hề giấu giếm. Trước khi đi Trung Quốc để căng da mặt, cô cũng công khai sửa mũi. Từ lúc chỉnh sửa xong, nữ ca sĩ cũng rất thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe nhan sắc của mình. Trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi luôn đăng tải những hình ảnh sống ảo để chỉnh sửa kỹ càng sắc nét. Không ít lần Lâm Khánh Chi đã bị cư dân mạng phát hiện chỉnh sửa bóp méo ảnh quá đà để có khuôn mặt diện mạo nhỏ nhắn. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ bị chỉ trích vì khát khao muốn làm đẹp của mình, thay vào đó là sự thông cảm và thương yêu nhiều hơn của khán giả dành cho cô. Hiện tại, sau khi chỉnh sửa căng da mặt thì Lâm Khánh Chi hiện tại cũng được nhận xét là có vẻ ngoài trẻ trung và thăng hạng về nhan sắc hơn. Với tình trạng như hiện tại, netizen cũng nhận định cô đừng nên chỉnh sửa gì thêm nữa, bởi vì quá lạm dụng dao kéo sẽ không hẳn là một điều an toàn, bởi rất dễ xảy ra những biến chứng sau này.